này được chạy mà. Cho mình tiếng này được chạy, xe máy chạy ngoài. Rồi lên cầu là phải leo vô à. Thì lên thôi chứ trong tuyến mà. Đâu? Ủa? Xe gì vậy? Chạy lúng tiếng mà, có mấy người mà lấn ra tiếng ngoài nữa, còn tiếng não là cho phép chạy mà, tới khúc trên phải xin vô chứ, họ vô chạy từ tiếng xe máy mà quành vô á, khác còn mình đang tiếng xe hơi mình quành lên mà. Ok, chào và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Nhớ like, đăng ký, hạ tiền ủng hộ Trí, Xì Tiền Dừa và Xì Tiền En. Bye bye.